hoặc thấy nơi tòa có chúng ma hầu la già cùng nhau vây quanh, am la lâm ma hầu la già vương làm thượng thủ. Vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là sinh tâm Phật hoan hỷ, hoặc thấy nơi tòa có vô lượng trăm ngàn người nam và nữ cùng nhau vây quanh, vị tỳ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là hạnh thù thắng, hoặc thấy nơi tòa có các chúng la sát cùng nhau vây quanh, thường đoạt tinh khí đại thụ la sát vương làm thượng thủ vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là phát sinh tâm bi mẫn hoặc thấy nơi tòa có chúng sinh tin ưa thanh văn thừa cùng nhau vây quanh vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là thắng trí quang minh hoặc thấy nơi tòa có chúng sinh tin ưa duyên giác thừa cùng nhau vây quanh vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là công đức quang minh phật rộng lớn hoặc thấy nơi tòa có chúng sinh tin ưa đại thừa cùng nhau vây quanh, vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là phổ môn, tam muội trí quang minh môn hoặc thấy nơi tòa có các Bồ Tát sơ phát tâm cùng nhau vây quanh, vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là tất cả Phật nguyện tụ, hoặc thấy nơi tòa có các Bồ Tát địa thứ hai cùng nhau vây quanh, vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Ly Cấu Luân, hoặc thấy nơi tòa có các Bồ Tát địa thứ ba cùng nhau vây quanh, vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là Tịch Tĩnh Tra Nghiêm, hoặc thấy nơi tòa có các Bồ Tát địa thứ tư cùng Cùng nhau vây quanh vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là cảnh giới sinh nhất thiết trí hoặc thấy nơi tòa có các bồ tát địa thứ năm cùng nhau vây quanh vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là diệu hoa tạm hoặc thấy nơi tòa có các Bồ Tát địa thứ sáu cùng nhau vây quanh, vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là tỳ lô giá na tạng. Hoặc thấy nơi tòa có các Bồ Tát địa thứ bảy cùng nhau vây quanh, vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là phổ trang nghiêm địa. Hoặc thấy nơi tòa có các Bồ Tát địa thứ tám cùng nhau vây quanh, vị tỷ kheo ni đó vì họ nói pháp môn tên là cảnh giới thân khắp pháp giới.